Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Vâng ạ, trong video ngày hôm nay thì đồ gỗ Phạm Kính xin giới thiệu đến tất cả các trẻ em nhà mình hai tác phẩm Di Lặc được chế tác trên nền chất liệu gỗ hương đá. Và hai tác phẩm ngày hôm nay thì đó là một tác phẩm Di Lặc đứng và một tác phẩm Di Lặc ngồi, để các trẻ em nhà mình có thể tham khảo. Và anh chị em nhà mình quan tâm hữu duyên một trong hai tác phẩm thì hãy cùng em gái theo dõi hết video này nhé. Thì tác phẩm đầu tiên mà em gái muốn mang đến cho bác nhà mình đó là một mẫu Di Lặc đứng được làm trên chất liệu gỗ hương đá. Thì với cái tác phẩm này thì có chiều cao là 1m4, ngang là 73 và chiều sâu của sản phẩm là 56, được thợ bên em đục thủ công. Và với những cái mẫu đứng thì chắc hẳn là nếu anh chị em nhà mình mà đã yêu thích Phạm Kính thì cũng không còn xa lạ gì với những cái mẫu đứng như này, đúng không ạ? Đó là một ngài Di Lặc đứng và dưới phần đế này đây ạ, đó là những phần gai lô tự nhiên các bác nhà mình nhá, đã được thợ chế tác ra, đó là những cây lấm hay là những củ sâm để tạo ra điểm nhấn cho cái tác phẩm này. Và như anh chị em mình đã biết thì lấm và sâm thì đều là những cái tác phẩm mà có ý nghĩa, đó là mang lại tài sức khỏe cho gia chủ mình nhá. Và ở trên đây thì các bác nhà mình thấy không ạ, đó là một ngài Di Lặc đứng rất là hoan hỉ ạ. Và Di Lặc thì ai cũng có thể trưng được, và với hình ảnh Di Lặc thì các trẻ em thì mình thấy thì khi trưng trong không gian nhà sẽ mang lại hạnh phúc này, mang lại may mắn cũng như là tài lộc cho gia chủ mình. Và đặc biệt hơn thì với diện mặt của ngài Di Lặc cũng được thợ bên em đục rất là hoan hỉ, các bác nhà mình có thể nhìn tổng quát diện mặt ạ, từ ánh mắt này hay là đến khóe miệng, và đặc biệt là cái tổng thể ạ, được thợ làm rất là cân đối. Và với cái sản phẩm này của em đây thì được thợ làm trên chất liệu gỗ hương đá các bác nhà mình nhá. Với dòng gỗ này thì các trẻ em mình biết là không chỉ là làm nên những cái tác phẩm tượng gỗ đỏ, và bên cạnh đó thì dòng gỗ hương đá này cũng được rất là nhiều anh chị em mình vận dụng vào làm những công trình nội thất. Và cái dòng gỗ này thì có tính ổn định khá là cao, nên là anh chị em mình chơi những cái sản phẩm hương đá này cũng rất là yên tâm về cái độ bền của tác phẩm này. Và với cái tác phẩm này thì hôm nay em gái xin tri ân báo giá đến tất cả quý anh chị em mình, giá là 28 triệu nhá. Và nếu anh chị em mình quan tâm thì hãy nhanh tay để có thể sở hữu ngay một ngài Di Lặc rất là hoan hỉ ạ. Và tiếp theo thì sang tác phẩm mã số 2, đó là một ngài Di Lặc ngồi. Và với ngài Di Lặc ngồi đây thì các chị em như mình thấy là cũng một cái giá thế rất là an nhiên, đúng không ạ? Bức này thì có chiều cao là 60, ngang là 58 và chiều sâu của sản phẩm là 50, cũng được thợ bên em đục thủ công, và hơn nữa là hàng chọn phôi. Các anh em mình có thể nhìn từ những cái đường vân gỗ đây ạ, đó là những cái đường vân chun cũng rất là độc đáo luôn. Các chị em mình thấy là những cái phần bụng này được thợ bên em để trơn và lộ ra những cái đường vân rất là độc đáo của cái dòng gỗ này. Và hơn nữa thì dưới phần đế này đây ạ, bao phủ đó là những cái phần gai lưu tự nhiên bao xung quanh các anh em mình nhá, cũng tạo ra những cái phần đế rất là bệ vệ cho ngài ở ngồi ở phía trên. Và ngài Di Lặc thì các chị em mình ngồi với một cái giá thế rất là khoan thai, một tay thì bê một bát vàng ạ. Và ở đây thì từng chuỗi vòng tràn hạt cũng được thợ bên em đục tiền rất là kỹ, và đặc biệt là diện mặt các bác nhà mình nhận nhìn thì vô cùng là hoan hỉ. Và với những anh chị em nhà mình mà không gian vừa, muốn trưng những tác phẩm Di Lặc để ở bàn này hay là phòng làm việc này, hoặc là mua làm quà tặng, quà biếu, thì các chị em mình cũng có thể tham khảo cho em mã số 2 nhé. Và với mã số 2 này, một ngày Di Lặc ngồi, thì em gái xin giao lưu đến tất cả quý anh chị em nhà mình giá là 19.500.000 ạ, một tác phẩm Di Lặc mã số 2 nhé. Và trong video ngày hôm nay đây thì em gái đã giới thiệu đến tất cả quý anh chị em nhà mình hai mẫu Di Lặc, một tác phẩm ngồi và một tác phẩm đứng ạ. Nếu anh chị em nhà mình quan tâm một trong hai mẫu này thì các chị em nhà mình có thể liên hệ ngay qua số Zalo của em gái, đó là